Xin chào mừng các bạn đã đến với kênh Lâm Biên Hòa Cuộc Sống Mỹ. Ngày hôm nay mình mời các bạn theo chân mình đi trải nghiệm một con đường cao tốc dài thứ tư ở nước Mỹ và là một con đường cao tốc rộng nhất thế giới nha các bạn. Bây giờ mời các bạn theo chân mình nha. Ok các bạn ơi, bây giờ mình chuẩn bị đi vào con đường rộng nhất thế giới nha các bạn. Con đường cao tốc rộng nhất thế giới. Vì sao nó gọi là con đường cao tốc rộng nhất thế giới? Nó có tất cả là 28 làn xe nha các bạn. Mỗi bên ở phía trên nó là 10 làn. Hai bên hông ở phía dưới là một bên là 4 làn. Bây giờ mình đi vô, mình chạy vô trong cái đường cao tốc này để coi các bạn thấy nó rộng cỡ nào nha. Rồi bắt đầu mình đi vô nha các bạn. Ok, đây là đoạn cao tốc rộng nhất thế giới đây các bạn. Để mình chạy ra ở giữa nha, để cho các bạn nhìn thấy nó rộng thế nào nha. Ok, phía bên tay trái của các bạn là có một cái hàng rào đó. Bên đó là để dành riêng cho xe chở từ 2 người trở lên nha các bạn. Với lại trả tiền nha các bạn. Còn nếu các bạn không trả tiền các bạn đi qua đây đó, các bạn thấy để ra thêm một làn nữa, thấy nó rộng ghê gớm không? Để chạy xuống dưới kia thì các bạn sẽ thấy nó mới rộng đó. Phía trên này là một bên là 10 làn nha các bạn, hai bên là 20 làn. Phía bên tay phải của mình bên dưới đó là nó có 4 làn xe nữa nha các bạn, chạy song song nhưng mà phía dưới là họ đi có cái đèn xanh đèn đỏ. Thì con đường cao tốc này được xây dựng vào năm 1957 nha các bạn, và hoàn thành chỉ có 3 năm thôi. Đây cũng khiếp không, nó bắt nguồn từ tiểu bang California và điểm cuối của nó là tiểu bang Florida, bắt từ đông sang tây của nước Mỹ nghe các bạn. Chiều dài của con đường này là 3.959, gần 4.000 km nha các bạn, và là con đường cao tốc dài thứ tư ở nước Mỹ. Nó chạy qua tất cả là tổng cộng là 8 cái tiểu bang. Riêng cái tiểu bang Texas là đoạn đường chạy qua là dài nhất, với chiều dài lên đến là 1.400 km vuông, và 1.400 km xin lỗi. Cái hướng trước mặt của mình là nếu mình tính từ cái xe của mình bắt đầu chạy từ đây qua đến Cali là nó dài khoảng 2.700 km nha các bạn. Nếu mà các bạn chạy xe rồi mà chạy xuyên suốt mà không ngừng nghỉ đó, là các bạn phải chạy 20 tiếng thì mới tới Cali nha các bạn. Phía sau lưng của mình là đi về hướng của tiểu bang Florida. Thì từ đây qua Cali thì các bạn phải chạy qua hai tiểu bang nữa mới đến tiểu bang Cali, đó là tiểu bang New Mexico và tiểu bang Arizona. Thì
từ đây mà các bạn chạy ra khỏi biên giới tới biên giới của tiểu bang New Mexico là khoảng 1.400 cây số. Nếu mà các bạn chạy từ đây ra tới biên giới thôi nha các bạn, biên giới giữa ráp danh giữa hai tiểu bang là 1.400 cây số. Con đường này là nó đổ bê tông nha các bạn, nó không có trải nhựa nha các bạn, nó đổ bê tông. Xong rồi họ gạch ở dưới cái đường á, cho nên là chạy xe chống trơn trượt với lại rất là êm. Ở cái thành phố Houston này á, là các bạn thấy xe chạy 50% là xe của nước ngoài nha các bạn, tức là xe của hãng Toyota, Nissan, Hyundai, Mercedes, hãng xe của Đức á. Rồi chỉ có 50% là xe Mỹ. Nhưng mà người dân Texas á, đa số người Mỹ á, họ thích chạy là những cái chiếc xe bán tải, tức là xe bán tải đó các bạn, để họ bự con, mà họ thích đi những xe bự gồ ghề vậy đó. Rồi cái thứ hai nữa là khi các bạn chạy trên đường ở Houston này, các bạn thấy đa số 40% người chạy xe trên đường là phụ nữ nha các bạn. Đó, bạn thấy con đường nó rộng ghê gớm không? Rồi một điểm nữa là thỉnh thoảng có những chiếc xe mô tô chạy qua đó các bạn, chiếc xe mô tô á, thì lực của Texas là không bắt buộc các bạn đội nón bảo hiểm nha các bạn. Các bạn thích đội hay không là quyền của các bạn thôi. Đó, các bạn nhìn thấy phía trước không, nó đường nó rộng ghê gớm không? Nhưng mà con đường này á, nó là thường xuyên kẹt xe luôn nha các bạn, nhất là những lúc mà người ta buổi sáng người ta đi làm, rồi buổi chiều người ta đi về, thì nó là thường xuyên kẹt xe luôn, mặc dù mỗi bên nó đến 10 làn xe. Và thằng thấy nó vậy mà nó cũng vẫn kẹt xe, tức là nếu mà có tai nạn xảy ra từ một lên đường thôi là xe nó sẽ đổ dồn thì nó sẽ kẹt. Đó, các bạn thấy chiếc xe trắng mới chạy qua mặt mình không? Đó là người Mỹ họ thích đi những cái xe bán tải như vậy đó. Rồi, phía trước mặt các bạn là những cái cây cầu vượt trồng chất lên nhau, các bạn thấy từ xa xa đó là những cái cầu vượt trồng chất lên nhau. Mới đầu thời gian mình mới qua Mỹ mình sợ lắm, mới chạy xe mình thấy mấy cái cầu vượt mình sợ lắm, mình thấy nó rắc rối lắm, nó chồng chất lên nhau là quẹo qua quẹo lại quẹo qua quẹo lại, mình sợ lắm. Nhưng mà rồi thời gian các bạn ở lâu thì các bạn sẽ chạy nó rất là đơn giản, nó chỉ là hai con đường cao tốc giao với nhau thôi, tức là nó làm mà mình chạy qua hướng này chạy qua hướng kia là không có bị đèn xanh đèn đỏ gì hết đó. Đó, thấy nó chồng chất lên nhau nha, người Mỹ họ cắt những cái cầu vượt rất là đẹp và rất là hay, thì rất đơn giản thôi. Chỉ có con đường cao tốc này á, những cái chỗ nào mà đi qua những khu đông dân cư thì họ mới làm lớn như vậy nha các bạn. Còn nếu mà các bạn ra khỏi cái khu đông dân cư á, ví dụ từ bang này qua bang khác, họ chạy qua những con đường sa mạc đồi núi rồi đó, thì họ làm chỉ mỗi bên chỉ có hai lên đường thôi. Khi nào vào con đường nó vào một cái thành phố khu đông dân cư thì họ mới làm con đường nó rộng ra, tại vì khu đông dân cư thì xe rất là nhiều, cho nên họ làm hai lên thì không thể nào mà giải quyết được nhiều xe như vậy. Cho nên là nếu mà vô khu đông dân cư thì họ sẽ mở rộng đường ra, mà ra khỏi khu dân cư như từ đây ra khỏi tiểu bang Texas thì các bạn sẽ chạy trên sa mạc rồi đồi núi không thì một bên chỉ có hai làn xe thôi. Đó, các bạn thấy bên tay trái mình là bình thường như vậy, xe bữa nay là chủ nhật cho nên là xe nó vắng, người ta không đi vô trong đó. Chứ nếu mà xe đông là trong đó cũng rất là nhiều xe nha các bạn, họ thà bỏ một ít tiền để họ chạy cho nó lẹ chứ để kịp giờ làm, chứ họ không có đi ở ngoài đây để kẹt xe. Đó, các bạn thấy cái đường bây giờ mình đã dẫn các bạn đi trải nghiệm con đường cao tốc
của rộng nhất thế giới như thế nào. Các bạn thấy nó rộng, mình tính nếu mà từ bên kia qua bên đây chắc cầu 200 mét hơn luôn á, nhiều quá, rộng quá đó. Nhưng mà cái đường cao tốc rộng nhất thế giới này nó chỉ dài khoảng 15 cây số thôi nha các bạn, nó không có dài nhiều. Rồi từ từ nó khi mà nó ra khỏi thành phố nó sẽ nhỏ lại, nhưng mà nó được công nhận là con đường rộng nhất thế giới đó. Nói cho các bạn biết chứ không phải là quy một con đường từ ở Cali mà chạy qua tới Florida là rộng như vậy, không phải. Nó sẽ từ từ nó sẽ nhỏ lại khi ra khỏi khu dân cư nha các bạn. Tổng cộng một bên là 10 lane đường. Wow, cái hướng bên trái mình là đang bị kẹt xe các bạn ơi. Mình lên cao tốc là không thể nào mà chạy chậm được. Nếu mà mình chạy chậm thì sẽ bị cản trở giao thông các bạn. Bên chiều ngược lại quá kẹt xe luôn, chắc là có tai nạn hay là gì đó. Bên tay phải mình là đường bên dưới đó các bạn, một bên là 4 lane nha các bạn. Nhưng mà với một con đường như thế này là các bạn chạy xuyên suốt như vậy rất là buồn ngủ, tại vì nó quá là êm. Mình chạy tốc độ 120 nhưng mà các bạn thấy xe nó vẫn qua mặt hào hào, tức là họ chạy khoảng chừng 130, 140. Nhưng quy định của cao tốc này chỉ chạy được có 101 thôi nha các bạn ơi. Thấy nó khủng khiếp kìa, cái đường khủng khiếp kìa. Các bạn thấy chỉ có một làn xe bị sự cố thôi là xe họ giảm tốc độ là mình bị kẹt. Thông báo tai nạn từ xa lắm nha các bạn, họ có những cái bảng điện tử ở trên bên đường á, họ để là tai nạn ở ngay khúc đường đó, đoạn đó, họ để đó cho mình biết luôn. Và họ để là khi nào thì thời gian nào thì sẽ dọn dẹp xong, họ để rõ cho mình biết luôn. Đó, những người
ta thấy bị kẹt quá, người ta đi vô cái bên cái hàng rào, nó có cái đường đi vô nha các bạn, đi vô để không có bị chạy kẹt xe đó. Giống như là họ thà trả tiền đi cho nó lẹ đó. Đây cái đường nó vô nè các bạn, cái đường nó vô ba lên nó bên tay trái đó. Đó cái xe container không có vô đó. Các bạn thấy mấy xe bên tay trái mình họ vô đó đó, nó cách cái hàng rào này. Mình vô cũng được nhưng mà mình muốn đi trên cái đoạn đường này cho các bạn biết. Các bạn thấy xe đỏ 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 đó mới chạy bên tay trái mình không? Đó là những chiếc xe chở xe hơi đó nha các bạn. Một chiếc có thể chở được 10 chiếc xe nhỏ. Họ chở từ bang này hoặc cảng này tới bang kia, họ di chuyển những cái xe, những xe mới á các bạn. Đây đoạn đường trả tiền bây giờ bắt đầu đông xe rồi, tại ai cũng đi vô trong đó đi. Mỗi xe ở Texas này họ đều dán một cái nó gọi là Easy Tag nha các bạn, giống như là thẻ thông minh mà chạy qua trạm thu phí á, ở bên Việt Nam vậy đó. Khi các bạn chạy vô thì nó có những cái chỗ thu phí, họ sẽ chụp cái biển số xe của các bạn. Mà nếu mà các bạn không có cái thẻ này á thì họ cũng sẽ chụp cái số xe của bạn và họ gửi cái bill tính tiền về địa chỉ nhà của các bạn nếu ai chủ của đứng tên chiếc xe đó. Còn theo như người ta dán cái thẻ thông minh tại trước cái kiến á thì khi mà mình mua cái thẻ thì mình sẽ mở một cái account, trong đó là tài khoản mình bỏ tiền vào trong đó, họ quy định mình phải bỏ 40 đồng là khi mình chạy qua họ sẽ trừ dần dần, họ chụp khi mình chạy qua họ chụp cái họ trừ, thí dụ chỗ đó là 2 đồng 3 đồng một lần, 2 đồng 3 đồng họ chụp, họ trừ từ từ trong tài khoản mình. Nhưng nếu mà nó tài khoản mình hết từ từ còn 15 đồng họ lại lấy trong cái tài khoản ngân hàng của mình, họ lại bỏ vô đó cho đủ 40 đồng. Nói chung là lúc nào trong đó mình cũng có tiền á. Lúc khi trước mùa dịch đó, thì những cái trạm thu phí họ có nhân viên làm ở đó đó các bạn, họ có nhân viên khi những người mà không có cái thẻ dán trên kiến đó, để đi qua trạm thu phí đó, thì họ tấp vô những cái lane để họ trả tiền mặt. Nhưng mà sau mùa dịch đó, thì họ đóng tất cả những cái chỗ thu tiền mặt hết rồi. Khi mà bạn không có cái thẻ thông minh dán trên cái kiến đó, để đi qua trạm thu phí á, thì họ sẽ gửi cái bill tính tiền về cho địa chỉ nhà các bạn, rồi các bạn trả cho họ trên mạng hoặc gửi bưu điện hay là gì đó. Họ sợ là khi mà lúc mà mùa dịch đó các bạn, thì họ sợ lúc mà cái người nhân viên á, tiếp xúc với cái người mà trả tiền á, sẽ lây bệnh, cho nên họ đóng hết tất cả những cái chỗ thu hoặc tiền mặt. Trước mặt mình các bạn thấy cái những cái cầu dược nó chồng chất lên nhau không? Thật ra nếu mà các bạn ở lâu quen rồi thì các bạn thấy nó rất là đơn giản. Giữa cái cầu dược đó họ làm để cho giữa chỉ một ngã tư hai cao tốc giao với nhau thôi. Một ngã tư hai cao tốc giao với nhau
cho nên họ làm chạy qua chạy lại cho tốc độ xe không giảm nha các bạn. Đó, các bạn thấy nó chồng chất lên nhau, mình mới qua hoặc là mới bắt đầu chạy xe thì mình thấy nó hơi nhức đầu rắc rối. Nhưng mà các bạn chạy quen rồi á, các bạn ở lâu rồi đó, các bạn sẽ thấy nó rất là đơn giản. Tức là giữa hai cao tốc với nhau họ không muốn giảm, họ muốn nó đi qua đi lại để cho nó không có tốc độ xe nó không có giảm. Ok, như vậy là hôm nay các bạn đã theo chân mình trải nghiệm một con đường cao tốc dài thứ tư trên nước Mỹ và một con đường cao tốc một đoạn rộng nhất thế giới. Thì mình chia sẻ và tìm hiểu để chia sẻ cho các bạn biết. Thì mình không thể mà chạy hoài trên con đường cao tốc này nó đều giống nhau các bạn ơi. Video mình xin kết thúc ở đây. Nếu mà có sai sót hoặc là có cái điều gì đó chưa có hoàn chỉnh thì các bạn có thể góp ý, cho ý kiến để mình làm những cái video nó càng ngày càng phong phú hơn. Mong là các bạn sẽ ủng hộ mình, tại vì mình cũng mới thành lập cái kênh này thôi. Mong là các bạn sẽ ủng hộ mình để mình càng ngày mình làm, mình càng rút kinh nghiệm để mình làm những video nó hay hơn. Xin chào các bạn, nhớ đón xem những video tiếp theo của mình nha.